Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì chiếc xe gạo yêu thương của Tố Lê lại tiếp tục hành trình, được sự đồng hành và tài trợ của một người anh ở xa, giấu tên anh cá tài trợ là 70 bao gạo. Nhưng hôm trước á, video trước là Tố Lê cũng đã tặng cho bà con hết 30 bao rồi. Tại khu vực chợ Tô Bông là 5 bao nữa, thì hiện tại sáng nay là 35 bao. Tố Lê sẽ chở những cái bao gạo yêu thương này đến khu vực xã Vạn Phú. Sáng hôm nay đồng hành thì gồm các chị Thọ cùng đi. Thôi thì bây giờ Tố Lê đi trong khu vực trên đó, cái bà con đang đợi trên đó. Bây giờ cũng đã gần 9 giờ rồi. Dạ, xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành, cùng đi phát quà cùng với Tố Lê nha. Dạ. Bây giờ Tố Lê với lại chị Thọ đi vào bên trong cái hẻm này để tìm nhà của ông Ngoại Kiệt. Nghe nói là Ngoại mắt nó bị yếu lắm, với lại bà Ngoại sáng nữa. Gạo đây là mấy trăm ngàn một bao mà đẹp với chị Thọ? 220 ngàn bao hả? Dạ. 220 là gạo hoa, năm Tết nó cao quá. Dạ. Ồ, nhà ở đâu trong này nè? Bà ơi, bà biết nhà bà Ngoại sáng không? Dạ đây. À, Ngoại sáng là đây nè. Dạ. Con nghe nói là bà lớn tuổi rồi. À dạ. Chị Thọ tặng cho bà bao gạo đi. Tặng cho bà bao gạo. Con gửi cho bà bao gạo nấu ăn nha. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 76. 76. Ồ. Trời ơi, nhiêu ký gì mà ốm nhom gì nè ngoại? 29 hả dạ? Đỡ bà sách cũng dạ, được. Dạ. Cảm ơn mấy cái. Dạ dạ. Chúc bè vui nha, sống khỏe nè. Dạ, giữ gìn giữ sức khỏe. Dạ. Sáng có đi chợ chưa? Không có đi. À, giờ bây giờ con tìm nhà của ông Ngoại Kiệt nữa, là ở đâu? Đây, chỗ cái trụ điện ở chỗ cây đã đi vô. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Đi đi tiếp chị, đi em xách cho chị nặng đó. Cũng may là bên đây nó chưa có nắng lắm hả? Bên đây mát nè. Dạ. Cũng về trời mưa. Dạ. Chào hỏi nhà ông Hoài Kiệt. Đường luôn đi vô. Dạ em cảm ơn. Có Hoài Kiệt ở nhà không? Hoài đâu? Ồ, dạ. Chắc không sao đâu. Vô bên đây nè, vô bên đây nè. Khi mà đi vô cái đường hiểm này á, nó rất là nhỏ. Mình đi tìm nhà nó rất là cực luôn. Bình thường thì Tố Lê sẽ chở xe máy, nhưng mà hôm nay gạo nhiều mà đường xe nữa, cho nên lấy xe ở nhà đi mà nó rất là khó đi. Ồ, đây là cháu Hồng nè, phải không? Ờ, à, quay đi con, quay đi cô tặng bao gạo ăn nè. Bé bị nó mất hay sao em? Bỏ nhau xong ở với bà nội từ nhỏ giờ. Ờ, à, em là bà nội hả? Ờ, à, bà nội ông nội. Học lớp mấy rồi? Hả? Thôi nè, tặng cho cháu bao gạo để dành cho cháu ăn. Đây đây, ăn cho mau lớn nha. Hả? Vài bữa nữa cô lên. Vài bữa nữa cô lên cô thăm cái nó kêu bằng cô tối vậy luôn nè. Vậy á. Rồi, bye cái nhà. À, chúc sức khỏe nha. Dạ rồi. Chú đi đâu vậy chú? Đi lượm nhôm nhựa. Ồ, nhà ở đâu trên này chạy xuống vậy? Ở Rạng Quận 1 ấy. Vậy hả? Hình như sáng sáng là chú hay đi trên đường đi xuống. Ủa sao sáng nay đi trễ vậy? Đi rồi bây giờ chú ơi. Là chú
đi lượm về rồi, xong bây giờ chú đi nữa hả? Dạ. Xôi sẵn con đang tặng quà đây nè. Tặng quà chỗ đây không? Dạ, dạ. Dạ ông cái chú này là không có trong danh sách chị Thà. Nhiều lúc mình đi mình thì gặp coi như thấy dạ. Khổ nghèo cho dạ. Thấy gì đâu. Dạ. Hồng tặng chú bao nhiêu nha. Cảm ơn dạ. Nha. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi chú? 65 rồi. Bà cô ở nhà làm gì? Tôi là chẳng vợ chẳng con hết. Không vợ không con. Con sao đọc mẹ. Nhà ở chỗ nào gần đây không? Ở bên Nhạc Phú luôn, nhà ông Điệp á, bà nhà ông Điệp á. Ồ, trên đá luôn á hả? Dạ. Con qua cái cầu. Rồi hàng ngày mình cứ đi lụm nhâm nhựa mình bán mình kiếm sống qua ngày. Vậy à, tôi cũng người ta từ thiện ồ kiếm sống qua ngày. Dạ vậy rồi con chúc chú khỏe nha. Dạ. Vậy dạ. Đúng đối tượng hả? Dạ dạ, thì... đúng đối tượng rồi phải không? Như vậy mình giờ giờ đem gạo về. Giờ đem gạo về. À cháu lẽ mình đi theo nè. Dạ đúng rồi, thôi quần xe lại về đi chú. Dạ. Ấy bả chàng bả nhà. Dạ. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Dạ, trang lại. Gạo này gạo đặc sản rồi chứ, còn gạo nhập qua đâu có bằng đâu. Dạ, gạo này gạo đặc sản. Gì đã dùm anh nha. Đúng rồi. Đây. Bè ở nhà các mình vậy á. Bè gọi là bè ngồi bè. Chắc không có ai ở nhà. Con ghé con thăm bè, con tặng cho bè 10 kg gạo bè ăn nha. Dạ. Bè có ngồi dậy được không bè? Dạ. Sáng bè ăn cái gì chưa? Bè ngồi dậy được hả? Dạ. Dạ thôi thôi thôi, bà nằm đi, bà nằm cho phía đi. Con để bao gạo đây nha. Dạ tạm biệt bà nha bà. Dạ. Dạ. Đây, thôi mình xin phép mình đi, nhà không có ai hết. Bà bả trâu cho chị. Bây giờ vô cái đường hiểm ở trong này thì có hai bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, mình đâu có đi xe con vô đó được đâu. Bây giờ phải mượn xe máy. Chở đi. Ê, chị Thả chiều lên em chở chị đi. Dạ. Đây. Cái hiểm này nó nhỏ mà mình chạy xe kia vô đâu có được đâu. Chị Thả đội cái nón em lên chứ không là nó đen cái mặt em hết. Đi làm thiện nguyện nhưng mà cũng sợ sẹm da. Dạ thôi. Dạ. Đây nè, bè ngoại nhà đây nè. Đây, một bè ngoại nhà trong đây nè, em vô em tìm nhà rồi. Thương lắm luôn. Đây, nhà đây nè. Đó, ở trong đây có mình nè. Đang làm gì kia? Dạ. Ngoại ơi, con tới con thăm ngoại nè. Hôm qua em kêu con cái ghế nè. Dạ. Dạ. Ở có một mình ở đây à, phải không ngoại? Ngoại ở có một mình à hả? Dạ, dạ. Ờ, cô kem mít nè. Cô kem bếp nấu có ngoại kìa. Dạ, ồ, trái mít nè. Ở chỗ này nó mét kìa ha. Dạ, 91 tuổi rồi. Dạ. Khi mày mở bao gạo thì ngoại nhờ ai mở giùm nha, chứ con sợ ngoại mở gạo nó khó nha. Dạ, dạ, con chúc bè sức khỏe nha bè, con đi nha. Dạ, 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 dạ. Ở trong này cảnh đẹp ghê chị, nhảy bên trong đây nè chị. Nhà bà ngoại ở nhà sau á. Đây đây ngoại kìa.
Hoài, cách đây một hai bữa con có ghé á, con hỏi thăm hoài đó. Dạ đúng rồi, thì bây giờ con quay lại. Hoài ở nhà đây á hả? Ở nhà đây nè. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, coi bơ nè. Ồ, coi trái bơ nè. Bơ nó mất mùa mấy năm nay lên ra nè. Hoài chắc con lớn tuổi lắm rồi ha? 85 rồi. Dạ. Này yếu không à? 85 tuổi dạ. Con gửi bè béo gạo ăn cho ngon miệng nha bè. Hoài con kém động hai đứa cháu. Dạ. Nữa cho Hoài. Dạ. Chị Thả lên đây thấy mấy trái bơ đẹp, tới đây đứng anh chụp cảnh cho nè. Quê chị Thả quê. Trời ơi. Đó, đứng giữa trái bơ này quay luôn nè. Ồ, quê đẹp luôn, quậy vô đứng luôn đi. Tôi đứng chỗ đây. Dạ, trời ơi, đứng cảnh luôn á. Dạ. Dạ rồi, con tạm biệt bè, chúc bè sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn. Đây là cái lối đi vào chùa Pháp Ân. Ở trên khu vực thôn Tân Phú, xã Vạn Phú. Thì ở bên trong này có nhà một bà ngoại, gọi là ngoại ngoại tiếng. Ở có một mình ở trong này nè, rất là xe trong này. Hai chị em xách gạo đi vào trong này. Ủa cái đường này chắc xe con vô được á chứ? Dạ. Chờ em mượn xe cho chị, em mượn chiếc xe cho. Đến đây thì hai chị em mượn được chiếc xe máy nè. Chở cái bao gạo đi vô nhà ngoại đó, thấy không? Xe lắc đi bộ nó cũng mệt lắm luôn á chị. Lớn tuổi mà ở đâu trong một mình ở trong này nè, tí xíu à. Trong này cũng có nhà rộng không? Đẹp ha. Đây nè, đó cái khu nhà này của ngoại nè, em bữa em vô em khảo sát thử. Thì em đi vô em tìm á, em phải đi tới từng nhà em tìm trước rồi em mới mang gạo lên sau. Ồ bên này có ở nhà, bữa giờ bữa em đi lên là đóng cửa. Rồi xách gạo vô. Còn mấy người con của ngoại đâu? Con thì có hai đứa con đi, con gái đang đi lấy chồng. Dạ. Con trai thì thằng đi thằng ở xa rồi. Dạ. Dạ dạ. Và tụi nó đâu có về được, con cháu thì thằng tụi thằng con đi. À, tối ở căn mình à? Dạ. Ừ. Có đứa cháu ở bên nợ mà thằng là thằng của mình. Dạ. Mà cô khí thằng quá, cô khí rồi thằng ngủ bên hẳn cho con mình. Dạ. Bảy đêm đi tôi cũng nằm mình rồi mà nói thật lại chơi lại Phật đó cho khỏe chứ. Dạ rồi. Chứ con cũng có chuyện gì cũng có ai hết. Dạ. Con chúc bà sức khỏe nha. Dạ. 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 Cảm ơn. Tôi ra tôi còn nghe con đi thứ con nói. Dạ. Ủa ngoại sống ở đây mà một mình hả? Một mình mà bữa nãy là mấy đứa cháu đi về về đây. Tôi ở nhà mình à. Đang đi làm hết. Con thấy nhà ở sau gì mà ngốc nghếch, con đi tìm con thấy ở sau. Dạ. Thì đỡ tôi đi ra ngoài đỡ. Dạ. À. Dạ. Vậy rồi con gửi ngoại ăn bao gạo nha. À, dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Tạm biệt bè, giữ gìn sức khỏe dạ. Chơi đi cho rồi tụi tôi ngủ mình à. Ở trên này có điện mà phám bè. Có chứ. Ở sau nhà có nuôi heo nuôi gà mà con thấy nhà ở sau. Không có. Đó là hồi. Cháu mỗi nửa hàng lẫn đó bà hàng đi. Hàng đi hết. À sau đỡ thì mấy cái chung khốn cái té con cháu nuôi á. Dạ đây là khu vực của thôn Tân Phú, xã Vạn Phú rồi. Bên trước thì có một bà ngoại cũng lớn tuổi, thường thường là ngồi trên cái võng như thế này đây. Đây đang chống nạn đi ra đây. Dạ, ngoại ơi, con ghé thăm ngoại, con tặng cho ngoại béo gẹo nè. Dạ. Dạ, dạ, đi đi vô trong nhà. Trời trời ơi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi hi? Nay 86 tuổi rồi. 86 tuổi. Ồ, dữ dằn vậy luôn á. Có đi ra ngồi trước chơi được không? Cứ đi ra trước vòng vòng chơi được không? Đi dùng nghỉ cho cái chẳng đi hả? Cái lẩu cái chuông nó dãy nè. Ồ. Cái chuông trọng nó dãy là té nè. Dạ. Ồ, dạ. Lẩu bên ngoài vận động. Dạ. Lẩu bên ngoài. À. Thì thôi đi vô đi, con thấy hoài nằm trên võng tồn ten trên đây nè. Không, cảm ơn. Dạ, dạ. Chúc hoài phía nha. Cảm ơn, như gà vọt lắm. Còn như tao mừng quá. Dạ, mừng. Dạ, dạ, đưa đưa con sách cho đây. Dạ, dạ. Rồi tạm biệt bè. Nó lại chịu lên cái mua chịu mua đổ năm chục mặt rồi mua chịu ăn. À. Mừng quá. Dạ 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 rồi rồi dạ dạ dạ. F1 ha.
bảy lớn tuổi hả? Dạ, bảy lớn tuổi rồi, bảy chín tuổi. Đi nhập viện với bệnh viện rồi hả? Dạ. Đây là cháu ngoại của bà ngoại Tư Xuân, bà ngoại đi nhập viện rồi. Thôi con ôm như con để dành cho ngoại. Dạ, chúc ngoại mau khỉ nha. Dạ, con cô. Rồi con. Dạ. Mới đi nhập viện hả? Dạ, nhập viện bữa giờ như một tuần mấy cô ạ. Bệnh viện mình hay là ở đâu? Bệnh viện mình. Ồ, vậy hả? Dạ. Rồi thôi để tí xíu nữa cô tố rảnh xong đi làm xong ghé thăm bà ngoại Tư Xuân hả? Dạ. Rồi rồi, đi con, ôm vô cho ngoại đi. Dạ, đây là nhà bí đào ở trên Tân Phú á. Em bệnh từ nhỏ. Mẹ mỗi lần thẻ em ra để nó đi lung tung á, cho nên buộc người nhà phải xiềng cái chân nó lại như thế này. Bây giờ là hơn 10 giờ mà còn ngủ. Thấy con gái con lứa vậy mà ngủ bây giờ mà chưa dậy. Thương quá trời luôn. Dạ. Dạ. Dạ thôi em đi nghe chị. Dạ. Khi mà lên Tân Phú á, em không có biết đường cho nên gặp Bí Diệu với là một bà chị đây nè, dẫn đường đi. Dẫn đường đi tới từng nhà như thế này. Đây là em đào nó bệnh đau. Ở Yến hả? Đây là em Yến. Ngọc Yến. Ngọc Yến. Bình thường thì có ông Ba đi bán vé số á. Mẹ giờ Ba mất rồi. Dạ. Sao bên này Yến xin gái với bay? Hả? Đi thôi, mang vô nhà đi em. Chị tặng cho bao gạo nha. Tạm biệt nha. Chú Bảy phỉ không? Dạ. Dạ. Tụi con đến thăm ông, tặng cho ông bác Bảy bao gạo nha. Dạ, chúc ông bác mau khỏe nha. Ủa, ông mới đi bệnh viện về hả Diệu? Ở nhà của bà ở đây, bà ở với ai em? Nói chung là bà ở mình bé. Cháu một cái chồng. Dạ. Có đi đứng được được không? Mấy đứa con đến thăm tặng bà bao gạo nha bà. Chắc không nghe. Dạ dạ. Dạ thôi, chúc bà sức khỏe. Ngoại chưa ăn gì chưa ngoại? Ăn được mấy chén? Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 86 tuổi luôn. Cầm cái hình chụp á. Bà chụp bằng mấy chắc ăn à. Đâu 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 sau cái nữa không? Đâu sau ngoài cái thích nữa không? Thích đó. Thích cho chụp hình miếc à. Ồ, thích chụp hình miếc à. Dạ, chúc mẹ khỏe nha ba. Dạ. Vài bữa nữa lên truyền hình nha. Dạ. Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Hai mẹ tuổi á, tuổi giòn á, đây tém mấy tuổi rồi á. Mẹ mẹ ngoại bên này đi được không? Ngoại đây bên tí á, mẹ đi được, bằng té đã mẹ đi được. Hỏi một lần ăn được mấy chén? Họ có nửa chén đây chứ mấy. Nhưng mẹ không bên mỏng chứ. Bên mỏng. Cha mẹ đi tí á. Ngoại ơi, con lên con thăm ngoại nè, tặng ngoại bao gạo nha. Gạo này nó rất là ngon. Nấu cơm cho ngoại ăn cho ngon miệng nha. Dạ. Nhưng mà bên đi được là á chắc lại
Gạo này nó ngon kìa, nấu cho mấy bà ngoại ăn nó cũng xốp lắm, ăn cho ngon miệng. Dạ. Ở trên xóm mình nhiều bà ngoại về không à? Dạ. Nhìn lên con nè bà. Khi mà lên khu vực Tân Phú thì đa số những cái khu nhà ở cách nhau, cách xe nhau, cho nên mình phải đi lòng vòng như thế này. Chứ còn ở dưới thị trấn thì nhà ở xét xét không, mình dễ hơn không? Ở đây đất rộng, đi cái vòng vòng. À. Phát tại chỗ hả? À. Đúng rồi. Dạ. Chứ đi gì nó hơi xe nè. Ông ngoại ơi, con tới thăm ông ngoại, con tặng ông bà ngoại béo gẹo nè. Chắc ông nặng tay. Tặng ông ngoại béo gẹo. Bè đâu? Còn bè đâu? Dạ. Dạ. Bè đâu? Bè đi đâu hả? Dạ dạ rồi. Dạ dạ đi. Dạ. Tạm biệt ông. Dạ. Ngoại mới đi bệnh viện về luôn hả? Dạ thôi được, con để gấp đây tí xíu lên vô, đừng có lên nặng nha. Dạ. Đi nha, tạm biệt ngoại nha. Dạ. Chúc ông ngoại mau phỉa nha. Dạ. Đi bên đây. Đi bên đây. Ồ, ông bề ngoại luôn. Hả? Con đến thăm ông bè, con gửi cho tặng cho ngoại bao gạo, với lại con gửi thêm 100.000 ăn sáng. Cảm ơn sức khỏe chị em. Dạ. Năm nay ngoại bao nhiêu tuổi rồi? 81. Bè bao nhiêu? 78. Dạ, dạ. Đi con sách cho trong nhà nha ngoại. Cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ 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 được rồi ngoại, vô mày nghỉ đi. Dạ. Nhà tình thương. Nhà đây nhà tình nghĩa nè. Dạ. Dạ đi đi vô trong chị. Em vô em thăm anh Tâm luôn. Ủa, ngoại mới chuyển nhà khác rồi hả? Dạ. Ồ, mới chuyển quê nhà bên đó hả chị? Còn bên này, bên này không ở nữa hả? À. Dạ. Dạ. Anh Tâm ơi, em lên em thăm anh nè. Ba. Ba làm vô rồi. Dạ. Ô che, anh đang đi cầu trong kia tùm lum kìa. Ba. Dạ. Thôi chị, em lên em thăm vợ chồng chị nha. Dạ. Dạ. Ba. Em tặng cho chị một bao gạo, với lại em gửi thêm cho anh Tâm 200.000 để mua đồ ăn cho anh nha. Dạ. Anh Tâm ơi, em lên thăm anh nè. Anh Tâm. Ba. Thôi đưa cho anh, đưa tiền cho anh cầm. Anh không xí đâu, tiền này anh không xí đâu. Kia nó lấy thuốc kìa. Dạ. Đúng rồi, nó rồi. Nắng có sợ được, trời ơi, nắng rồi. Không có cái nhà bên này rồi. Mà anh đang đi cầu ở trong á, dọn giùm nha. Dạ, dạ. Thì thôi em về nha chị. Dạ, dạ. Dạ, dạ. 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 Không biết không, mấy lần trước con có vô thăm cô á. Dạ. Thôi được rồi, con nhận quà cho bác đi chứ. Dạ.
Dạ, cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Ông bị nằm chỗ á. Nhà đây là nhà của ai Diệu? Lô. Bác Lô, nhưng mà ông bệnh ông đi đâu rồi phải không? Rồi em thôi em nhận giùm cho bác rồi xét cho nhà giùm em. Ừ. À. Bà bác mới mất hả? Ừ, thôi cha bác đi em. Giờ nó cũng nắng lắm. Nhà chỗ nào nữa em? Ủa xích lại luôn hả? Ôi là bí bệnh đó hả? Cái bầu này chị. Ồ sao vậy? Rồi nhốt lại khó. Nhà có che miệng gì không? Chồng. Đứa thứ mấy vậy con? Đầu tiên hả? Đau đó con thành đứa thứ hai chứ hả? Ờ. Em nó bao nhiêu tuổi rồi con? Nó tuổi thiệt đó, ông đây nó bao mấy tuổi rồi chứ. À, mình xích ở trong. Mềm đó. Rồi cô thử chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị đi đĩa chưa cô? Cái lỗ đây này mà nó đập cho nó chung đây nó kẹt cái bụng luôn. Dạ. Ngã nèo đi, ngã nèo. Ở sau chợ. Đó. Nó có chung đây nó đập lỗ nó chung đen lửa cùng nữa thì đập chỗ này đây. Cũng đập luôn hả? Ờ à, nó đập. Cái cắt đĩa đây rồi xong rồi lấy ra nó bấm cái bụng nó đeo nó được lòng thòng nhiều nữa kêu nữa nọ luôn. Đeo giống xù đỡ. Xong là bể cái cây sắt nó. Ý con nói là chuẩn bị đồ cho em đĩa chưa cô? Chưa có gì vậy. Bây giờ nó gần sinh chưa? Gần sinh rồi. Thém nữa. Thém mấy nữa. Ông xẻ em làm gì? Em sẽ nó nhà giữ nó chứ làm gì mấy hôm nó đi làm thợ nè. Bữa nay nó ở nhà giữ. Nó chưa nó mạnh lắm. Á mà nó đập lên. Ủa cho đứa quánh thằng này nó cắn nó quánh nó báo đầu rồi nó báo. Dạ. Ngủ ngoài này nè. Rồi cái bữa nữa là nó gần ngày đẻ cũng phải vô với nó cho. Giờ nó quánh cỡ nào cũng phải vô. Cô là cái gì của em cô? Nó bụng thì mình dắt nó giúp đỡ. Cô là cái gì của em? Cô ruột hả? Vậy nói chung là em có cái phần quà của một người anh ở xa xứ, ảnh cứ treo cho mỗi hoàn cảnh khó khăn là một bao gạo. Nhưng mà khi mà đến thấy hoàn cảnh của em thì chắc con sẽ gửi thêm cho em tí xíu, tôi chờ con trước nha. Chị treo một bao gạo với lại chị gửi thêm cho em nó 200 ngàn, đưa mua sữa cho em uống nha. À. Rồi nó là chuẩn bị đồ đĩa, nếu như mà chưa có đủ á, thì mình đi xin đồ sẵn đi. Chứ nhiều lúc chuyển dạy bất thình lình thì không có đồ đạt. Bảo hiểm đồ có không? Có bảo hiểm không? Chuẩn bị sẵn ngay nha, nếu mà xuống bệnh viện á mà tí xíu chị tra số phone, nếu xuống bệnh viện mà có gì thì cá chị với đó nha. Ừ em thì thôi đi gửi cho em nó ăn bánh nha. Ừ rồi em tạm biệt con nha, cô tạm biệt mấy chị em đây mình đi. Gạo thơm dạ. Đặc biệt. Con gửi cô với lại em bao gạo ăn nha cô. Dạ. Dạ. Dạ, về với hai đứa khùng. Dạ. Dạ. Nhà đây là nhà đại đoàn kết nè. Ê đi băng. Dạ. Dạ con chúc cả nhà sức khỏe nha. Dạ. Lên tới đây thì chị Thọ mới biết được gặp người quen. Lâu giờ có lên đây này không chị? Dạ. Dạ. Thôi chị em con ghé thăm hai bác, tặng cho bác cái bao gạo ăn lấy thảo nha. Dạ.
cái phần này của một người anh của chị Thả ở xe anh gửi về. Dạ. 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 Chúc hai bác khỏe nha. Thôi mình đi tạm biệt mình đi chị Thả. Dạ. Lại bê bao nữa phải không? Còn bê phần nữa là hết á. Coi thử em, 1, 2, B, B đi nữa 4. Đủ chưa? Đâu đủ. Đâu đủ rồi, thầu thì con đấm, tóm đi. Ờ, bè đang nằm hả? Thôi thôi được rồi. Con ghé con thăm tặng ngoại bao gạo nè. Thôi thôi được rồi, cho ngoại nằm đi. Dạ. Có là để ngầu vậy cũng được. Vậy được. Dạ. Tội, dạ dạ. Dạ, thôi chúc bè phỉ. Mấy đứa con đi nha bè. Dạ. Đây là khu vực của xã Tân Phú. Lúc nãy giờ mấy chị em tôi chạy cũng phải là gần 20 căn nhà rồi. Còn bây giờ chỉ còn có một hai phần cuối cùng nữa thôi. Bây giờ mình chai lên xe máy mình đi cho nó dễ. Rồi em đi đi. Gần không? Đi. Thì vậy? Thì cá như cha mẹ con hết chứ. Cổ đều em dẫn đi, 50 phần cũng dẫn đi luôn. Thì nhiều lúc quá lên xong thấy mẹ con khổ quá chị cũng phải mang tiền chuẩn bị theo. Chứ bà con thì mấy anh chị mạnh thường quân thì hạ cha gạo. Nhưng mà mình gặp mấy hoàn cảnh khổ thì mình gửi thêm tiền chứ giờ sao. Ồ, con bí tâm thần nảy đứt ruột luôn á. Đứng đây, đứng đây, đừng có đi. Ồ. Ừ. Hả? Vậy em có nó thèm chị, nó thèm chịu coi, nó thèm á. Mà đi phải chịu chứ giờ đâu có giống được đâu. Bệnh á, giống như mình ăn trầu vậy, kêu bả trầu cũng không có bả được. Vậy đúng rồi. 40 mấy tuổi hả? Anh bị sao anh, bị bệnh gì? Được, bị nói cho ngay đi, cũng sốt họng nè. Mình sống ở huyện Lạc Lành thôi. À. Tiếng cây tưởng được chết luôn rồi chưa đâu. À. Nhưng mà giờ còn sống được thì nói cho ngay thì cũng... À, anh có gia đình vợ con gì không? Không. Ồ, ở với bà mẹ về hả? Ở với bà mẹ về nuôi nè. Ồ, bà mẹ kìa, tội ghê. À, anh là không có gia đình ở chung với mẹ. Dạ. Dạ. Về giờ không về rồi mình cũng phải nuôi ông. Con ghé thăm bè với lại anh thì có cái phần quà của một người anh ở xe. Con cũng gửi cho bà con ở đây người bao ăn nha. Dạ. Nghe nói gạo này thì nó cũng rất là ngon. Đặc sản gì đó, chắc ăn là nó ngon cơm lắm. Nhiều lúc mình nấu ăn cho nó ngon miệng tí xíu. Dạ, dạ rồi, thôi con đi nha. Dạ, 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 dạ. Cái ông đó nằm một chủng á. Để ở trong nhiều áo cửa. Ồ, trên đây có cây me nằm mát ha. Quại ơi, ghé thăm quại tặng quại bao gạo nè. Dạ. Ồ, ai biết nhà mà sạch chứ gì quại? Con bị da. Con bự, lại biết chỗ này, sẵn này lấy nhà quẹt vô. Ờ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 82 rồi. Ồ, dạ. Đi đứng được không? Ồ, vậy hả? Vậy đứng lên con coi thử con nè. Ồ, khòm hung không? Chắc chừng lứa tuổi mình cũng vậy em. Thấy thương quá chừng ha. Dạ, con tặng bà ngoại bao gạo nè. Dạ, bao gạo đặc sản ngon á. Ăn gạo ngon rồi nấu cơm ăn cho nó ngon miệng nha. Dạ, dạ. Chúc bà sức khỏe. Rồi em đưa cho ngoại đi. Dạ.
cô gái chị cố gắng hơn để khi nào đi đi trên đá elo đúng không, để chị về chị lưu cái số em nha Diệu. Nói chuyện thật sự mày nghe nói đi lên lái xe lắm á Diệu, thì 10 tiếng đồng hồ á mày ơi. Ôi trời ơi, xe nhiều đường như vậy hả? Thì cũng cao rồi khổ, bây giờ tìm cũng khổ cao tiền đấy. Chắc cả mấy em chứ, nếu mà cho chị không biết đường nào chị đi á. Chị nhớ rồi, chị nhớ rồi. Mà hồi đó cái đường chưa có đổ bê tông. Mẹ còn khỉ không? Chị tên gì em? Chị Bé Kè. Ồ, dạ. Em ghé thăm chị, tặng chị bao gạo nha. Vì chị đi về hầu đột cha, con giống vô cha cái mền dưới 500 ngàn, nhớ không? Cái đợt bão quá. Lâu lắm rồi. Bây giờ chị lên đây lại nè. Lên đây là nhờ biết Diệu nè, với lại em ở phía trước dẫn đi chứ không mà em không biết đường luôn. Lâu lắm rồi, cái đợt bão năm 2017 tới bây giờ chị, mấy năm luôn á. Dạ, dạ rồi, chúc chị Phỉ nha. Dạ. Dạ, sáng nay thì xe gạo của Tố Lê chạy lên ở khu vực thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, với lại cái khu vực của Vạn Phú 2. Thì bây giờ đến thời điểm bây giờ để em mới coi đồng hồ là 11:45 mà đi ngang cái khu vực của cầu vượt thì có một người anh với lại một người chú cũng còn đang bán vé số ở đây, cho nên Tố Lê lại muốn dừng lại để tặng cho một anh với một chú một bao gạo. Dạ anh ơi, em tặng cho anh bao gạo nè. Dạ. Nhà ở đâu mà tới đi bán vậy anh? Dạ, nhà em ở Hoàng Phú 1 ấy. Cái tay bị yếu phải không? Dạ, tay bị tay biến. Rồi anh đi xe được không? Anh lái xe được không? Em đi bộ. Ô, đi bộ đi bán hả? Dạ. Dạ, dạ. Bây giờ trưa lắm rồi, xem về ăn cơm ha? Dạ, em ăn cơm ngoài đường hồ, chiều em mới vừa lần nhà xe quá xe em đi việc, đi bộ dạ, về không được. Dạ, dạ. Em gửi anh bao gạo nha, chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn Dạ anh, dạ dạ dạ. Dạ bên này cũng có ông ngồi đang bán vé số đó nè. Ông ơi, bây giờ trưa lắm rồi mà sao còn bán không về? Nhà ở đâu vậy ông? Nhà ở dưới thị trấn. Bây giờ con tặng cho ngoại bao gạo này rồi ngoại rinh về được không? Dạ hả? Rồi ngồi ở đây bán bao giờ nghỉ? 3 giờ rưỡi rồi. Ngồi bán miết ở đây vậy hả? Rồi 3 giờ rưỡi mới nghỉ luôn. Ông ăn gì chưa? Ăn rồi hả? Vậy thôi con đi ngang mà con thấy ngoại bán vé số ngồi ở đây nè, cho nên con ghé lại, con tặng cho ngoại bao gạo thôi, mang về nhà ăn nha. Không có gì hơn, cảm ơn con. Dạ, dạ, chúc ông sức khỏe nha ông. Dạ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 79. Dạ, bà ở nhà còn sống không? Bẻ 80. Dạ, dạ. Ngồi bán nhiều, sáng giờ bán được bao nhiêu vé rồi? Dạ, 60-70 rồi. Dạ. Thôi ông giữ gìn sức khỏe nha. Không tạm biệt không? Dạ, dạ. Dạ, khi mà đến khu vực của chân cầu vượt á, cái đi ngang thì thấy có hai một anh với lại một bác, mà giờ tới thời điểm bây giờ khi mà đến đây thì gặp có một người anh nữa. Nghe nói anh là mẹ mới mất, mà anh bị mắc bệnh, anh cứ đi lang thang ngoài đường. Nhưng mà em trao gạo cho anh thì anh mang về được không? Được. Nhà ở đâu anh? Dạ, ở Vạn Bình. Anh ở Vạn Bình, mà sao anh đạp xe vô tới trong Vạn Giả vậy? Dạ, vô đi chơi. Vô đi chơi. Rồi đi lang thang rồi lấy gì mà sống? Dạ, cũng đi xin nấu. Đi xin, vậy thì thôi em trao cho anh bao gạo anh mang về nhà ăn nha. Dạ, rồi. Hôm nay em ghé thăm bà ngoại, năm nay là 93 tuổi rồi. Hôm nay 93 tuổi rồi. Dạ. Em tặng ngoại bao gạo đó, nấu cháo cho ngoại ăn nha. Dạ. Con làm lúc đó để lẫn luôn, không có nhớ đó. Không? Ngoại không có nhớ đâu. Dạ. Để con chụp hình con nói. Dạ, chụp hình. Dạ. Dạ. Con đắp lên lắm. Có biết con không? Không biết rõ. Chắc không thấy rõ, không biết con đâu. Dạ. Chúc hoài phía nha. Có đi được không chị? Không. Nằm luôn hả? Tay chuối còn tay à. Ăn rồi dọi ảm đỡ vậy nằm vào. Tới chút bị còn. Tới chút rồi hả? Dạ, dạ. Hai cái một người nó cho ép con chị, nó cầm hai người lửa, nó mắt không có thấy. Chúc cô hoài sức khỏe nha hoài. Dạ. Ngầu cho bà cô bà bơi phim. Hoài ơi, hoài vô trong nhà, xong con tặng cho hoài bao gạo nè.
Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 85. Dạ, ngoại 85 tuổi, đây là ngoại cỏn nè. Có thể gọi ngoại ở cái xóm này là ngoại về nhất luôn á. Bên đây đi chân yếu rồi hả? Đi rồi không được nữa. Dạ. Đây nè, đây là nhà ngoại cỏ. Hiện tại giờ bà ngoại ở có một mình. Đi vô tông với ngoại. Không tặng ngoại béo gẹo nè. Dạ. Đây đó. Dạ, tới đây ngoại. Đi. Dạ. Rồi đây, chụp tấm hình nha. Dạ. Dạ rồi, chúc ngoại phía nha. Dạ, dạ, chúc ngoại phía. Đường này em thấy đường này hình như đường này quẹo lên nè. Dạ. Không đi đâu đi số hả? Đi số nè. Ngoại ơi, con lên con thăm ngoại, con tặng ngoại bao gạo. Em ơn. Dạ, năm nay ngoại bao nhiêu tuổi rồi hé, con quên rồi. Em một. Dạ, đây đây. Cái bao gạo này đặc sản sữa lài sữa gì đây chắc nó cũng ngon lắm luôn nè. Dạ chắc ngoại nấu cơm này nấu cháo ăn cũng ngon sữa ngon miệng nha. Dạ cảm ơn. Nè con tặng ngoại chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Dạ chiều chiều có đẩy đây về trước không? Con ở nhà dậy xuống còn có thầu chứ không ở trong nhà chứ không đi được nữa hả? Dạ chú chơi hồi xưa cũng giỏi lắm. Dắt taxi đi còn dạ có nó nhẹ nữa hả? Dạ rồi, con chúc ngoại sức khỏe, con còn đi nhiều dạ, nhiều ngoại khác. Dạ, bye bye ngoại. Dạ. Dạ, bây giờ ở nhà còn một ít gạo nữa. Bây giờ hai vợ chồng mình chạy về chở tiếp. Chứ để trời mưa nè. Dạ, đi, bây giờ mình tiếp tục mình chở tiếp ha. Dạ, đây các bệnh nhân gọi em đây nè. Đây. Hello. Chiều nay ghé thăm một bà ngoại cũng lớn tuổi rồi đang ở nhà cộng đồng. Ngoại ơi, ngoại ở đây có một mình này hả? Rồi chiều có nấu ăn gì không? Dạ đang mở cửa cho con tặng cho ngoại bao gạo nè. Một mình đơn chiếc sống trong cái nhà cộng đồng như thế này. Dạ. Ô cái bà ngoại đó hả? Mấy bữa ở trong chợ hả? Mất hồi nào vậy con? Mất hồi nào mùng 4. Hồi 4 Tết đó hả? Mùng 4 tháng vừa rồi. Ồ. Dạ. Cho nhà ngoại trong này toàn đồ nhôm nhựa không hả? Dạ dạ thôi được rồi, con gửi tặng ngoại bao gạo nè. Một nhà nhôm nhựa luôn. Đi lụm nhôm nhựa rồi đi lung tung hết. Ngoài cho ban thì kia khách hết rồi. Ồ vậy hả? Ồ. Tối ngủ ở đây có an toàn không ngoại? An toàn chứ, tao khóa trong mà. Hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tao hả? Còn 90 rồi. Còn 90 rồi, ở căn mình à. Nhà cộng đồng. Cái hồ cộng đồng cũ mà. Dạ, thôi ngoại xách vô nha, gạo này nó ngon lắm, nấu cơm ăn cho ngon miệng. Hồ kia là chỗ này là cộng đồng tạm. Rồi cái trường mẫu giáo luôn. Dạ. Rồi con Tiết á. Dạ. Tiết cụ á. Dạ. Nó mới cắt cho tao. Ủa cha ở đây luôn. Ồ vậy quý quá. Vậy thôi con về nha ba. Tạm biệt. Chúc ba vui vẻ nha. Dạ. Hôm nay đến thăm gia đình của em Thảo. Một mẹ mà 6 đứa con rồi. Hồi đợt Tết á thì một mẹ là 5 con. Đang mang bụng bầu. Bây giờ quay lại thì biết Thảo nó đẻ sinh.
Đây là cái phần gạo của một người anh ở xe gửi cho mấy cháu ăn nha. Còn mấy đứa nó đâu Thảo? Dạ, ở một kia, còn kia. À, rồi đinh vô đi, để nặng em. Rồi bé mới sinh đi, thương quá chừng luôn nè. Đang ở nhà. Cái nhà này người ta bả hoang rồi, mẹ con vợ chồng vô đó ở. Đây là cháu hả? Cháu hả? Ừ, vậy rồi. Hiện tại bây giờ là có ba đứa, còn ba đứa nữa là ở ngoài biển hả? Dạ. Nó đang làm gì ở ngoài biển á? Dạ, nó cho ngoài biển. Rồi, hẹn ngày mai hoặc ngày mốt là vô gặp chị đó, chị chăm la cái bên sức khỏe sinh sản cho đỡ đĩa nữa nha. Dạ. Là còn một đứa lớn. Dạ, đứa lớn với hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ nữa. Ừ, nó đang ở ngoài biển kia. Đây là cái, nơi này là chỗ cái khu vực bờ kè biển vàng vẻ nè. Trời mưa nhà cái bị giọt không em? Bữa giờ chắc ông sẽ đi biển chắc cũng có cá không? Có cá ăn không? Dạ hả? Biển đói lắm nữa chờ. Rồi thôi mẹ con nghỉ ngơi nha. Dạ. Chị Tố đi quen một hoàn cảnh khác nha. Dạ. À. Chín bùng rồi. Đây được biết là hai bà cháu đang nương tựa sống với nhau. Hiện tại bây giờ nhà mình ở đâu vậy cô? Ở nhà chợ Hiếu Thảo. Hình như con nhìn thấy là mắt cô hơi bị yếu phải không? Yếu rồi, không có thấy đường đâu. Bây giờ có bà chị ruột nữa, đứng bên cũng không thấy đường nữa. Ờ, à, rồi còn cháu này nó che miệng nó đâu? Che miệng bả nhau rồi, bê tháng cô ẩm đi xin. Ẩm đi xin? Cháu nó có được đi học không? Cô bên sơ thấy cậu làm giấy tờ cho đi học lớp 2 rồi. Được học lớp 2 rồi hả? Bây giờ đang đi xuống biển lòng vòng đi xin như thế này hả? Nè, ở đây con có cái phần gạo con tặng cho cô với lại cháu mang về ăn nè. Nhà ở gần hay xe? Ở nhà trả chỗ ngay chỗ tốt trên kia đó. Ở nhà trả tốt trên kia luôn. Một tí xíu ai rinh gạo về được không? Cả thằng con á, thằng á. Dạ dạ. Đi đi tới đây cô. Ồ, không thấy đường đi luôn. Đây con có cái phần gạo là 10kg tặng cho bè với lại cháu nha. Tí xíu nó nhờ ai chở dùm về cỡ nó ăn đỡ mấy ngày mưa gió này nè. Dạ. 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 Dạ, dạ. Thì cũng có duyên mới gặp bè chứ con đang cái phần què này đang cho một người khác. Đang đi xin ké ăn hả? Dạ. Mẹ nó nói ké chút chút không à. Ờ. Dạ. Nấu cho thằng đây ăn nè. Rồi cô có nấu ăn không? Cái con nhỏ gần bên nó nấu giùm. Ờ, là hiện tại ở nhà trọ một tháng, ở nhà trọ là bao nhiêu tiền? Triệu. Ồ, tiền điện đâu, trẻ tiền đủ. Tháng 900 điện nước là cô tiết kiệm nhất á, là 1 triệu á. Ồ, dạ. Dạ. Sao hồi giờ con ít gặp cô á, không có gặp. Ngầu chợ dẻ mà. Ồ, vậy hả? Dạ. Là sáng sáng là cô ngồi ở chợ dẻ á. Rồi dễ. Người quen người lại người ta trả tiền. Ồ, dạ, dạ, dạ. Vậy thôi con tạm biệt nha. Dạ, dạ. À, hôm nay đến thăm nhà một người cô 72 tuổi tình cờ gặp ở dưới bệnh viện á. Đủ thứ bệnh hết. Mà bữa nay chị rinh gạo hết nổi không? Em rinh dùm vô cho má ơi. Ừ. Má ở chung với em hả? Bữa nay không đi làm thợ hồ à? Bữa nay làm đi việc hết anh chị à. Ờ vậy hả? Ừ. Dạ. Bữa nay cô thấy đỡ hơn chưa cô? Đỡ mà nó cũng chưa đỡ không cháu à. Hả? Còn nặng đầu nó còn mệt bệnh gì vậy mà xét đi. Dạ. Thôi về nhà là mừng lắm rồi, chứ gặp cô chứ bệnh viện cô thấy cô gì mà thấy mệt mỏi luôn á. Dạ. Con ghé tặng cô bao gạo nha, để dành ăn mấy ngày hôm nay. Dạ, chúc cô mau khỏe nha, bớt bệnh. Dạ. Dạ, dạ. Dạ nghỉ ngơi nha cô. Dạ, tạm biệt cô. Cũng lớn tuổi như má con hả chứ hả? Lớn hơn má con. 74 à, lớn hơn má con. Đi đường nó còn chóng mặt say sẩm không? Dạ. Dạ thôi nằm nghỉ đi cô. Dạ. Con về nha, tạm biệt. Tạm biệt con nha. Dạ. Hôm nay tôi lên khu vực ở Tân Đức Tây thuộc xã Vạn Lương. Thì ở khu vực này á có nhiều ngoại cũng đã lớn tuổi rồi. À, phía trước tôi lên là có một bà ngoại lớn tuổi này chỉ sống có một mình à. Ngoại ơi con lên con thăm ngoại nè. Ngoại phía không?
À, con tặng cho ngoại bè gẹo nha. Hôm qua con chở gẹo lên ngoại gần bên, con thấy bè đang ngồi ở trước mà lúc đó con hết gẹo. Rồi bữa nay con tranh thủ con chạy lên để cho ngoại vui. Năm nay ngoại bao nhiêu tuổi rồi hi? Hiện tại ở trong nhà với ai? Các mình hả? Ồ, ở các mình à, nhà có cái giếng phía trước nè. Dạ. À, đi đi vô trong con tặng cho ngoại bao gẹo nè. Đây. Dạ, dạ. Chúc ngoại phỉ nha. Ồ, nhà đây là nhà đại đoàn kết. Ờ, là nhà nước hả? Hà cất hả cha ngoại hả? Nhà này mấy năm rồi ngoại? Ồ, dạ. Ồ, mới đây mày ngoại cũng 8 mấy tuổi rồi hả? 85. Ừ, dạ. Mưa nó có giọt không ngoại? Ờ, à, nó giọt trong nhà luôn hả? Ở nhà trong nhà tối om mà ha. Dạ dạ. Rồi con chúc về ngoại phỉ nha. Thì con cứ đi lòng vòng xung quanh làng xóm chỗ nào con cũng đi đó, miễn sao con thấy cá ngoại nào cá hoàn cảnh thì con sẽ treo bao gạo. Dạ. Vậy thôi con tạm biệt bè nha bè. Dạ dạ. 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 Rồi con tạm biệt bè. Dạ. Đây là cái con hiểm nhỏ thuộc khu vực của gần bờ kìa của thị trấn Bàn Giẻ. Ở đây thì bà con ở cũng khá là đông, chen chúc nhau ở đây nè. Đây phía trước là bờ kìa Vạn Giẻ. Thì tôi đi khắp mọi nơi mà, nơi nào thì nghe bà con nói là ở đó có các cô, các bác có hoàn cảnh khó khăn thì tôi sẽ tranh thủ chạy đến để thăm, trước thăm và sau đó thì tặng quà cho bà con cô bác. Đây là bờ kìa biển Vạn Giẻ đang thi công. Khu vực này là gần cái khu vực chùa Tàu nè. Ồ, rác quá trời luôn ha. Vậy hiện tại tôi đang ở khu vực bờ kìa biển Vạn Giẻ. Khi mà ra đến đây thì có nhiều ông bà ngoại lớn tuổi rồi mà cũng khó khăn lắm luôn. Hiện tại là tôi nhìn thấy là bên trong nhà của ngoại có hai cái bàn thờ. Bàn thờ này là của ai em? Em ruột của em. Rồi một bàn thờ của má. Của má phải không? Dạ hả? À, thương quá. À, con đeo con thăm ngoại nè. Con có cái phần quà 10kg gạo. Con tặng cho ngoại ăn gạo ăn nha. Nấu cơm ăn. Gạo này có thể là nó hơi ngon. Ngoại ăn cho ngon miệng nha. Dạ em tới em đinh cái bao gạo giùm cho đưa cho ông ngoại giùm. Em này dâu của ông ngoại hả? Con gái. Con gái em ở đâu tới? Em ở Châu Phú. Ờ à, là chiều chiều là về thăm ông hả? Còn hiện tại bây giờ là ông ở với ai? Ở một mình ạ bác. Ở một mình. Ờ ừ. À, rồi các người nấu ăn không em? Ờ à, cá chị dâu ở gần bên. Ờ à, là cũng có nhà nhã nhã bên này hả? Ờ à, dạ dạ. Dạ. Vậy rồi ông ngoại vô đi, con tặng cho ngoại 10 kg gạo nha. Dạ. Nó tuổi lắm rồi. Cảm ơn mày. Dạ. Chúc ông chúc ngoại phỉ nha. Chắc cũng nặng tay lắm rồi. Nặng tay. Dạ. Tuổi này thôi chứ. Sống được ngày sau khi sống ấy. Dạ. Con cái rồi, dạ. Dạ, cho đến thời điểm bây giờ thì những bao gạo yêu thương Tố Lê cũng đã mang đến tận nhà, trao tận tay cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Xin thay mặt cho bà con ở quê nhà gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình của một người anh xa xứ đã giấu tên. Chúc cho gia đình anh thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Tố Lê cũng xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại ở video sau. Dạ. Bye bye.